chào các bác các anh em đã quay trở lại với Quang Huy Audio. Video này em gửi đến các bác các anh em một cặp loa Yamaha NS590. Vâng, Yamaha NS590. Cặp loa này sử dụng 3 đường tiếng, 1 bass 30, 1 mid 12 và 1 chép đôm. Và có 2 setting chỉnh cho độ sắc nét của bản nhạc. Chúng ta lại mid là chép. Vâng, phần gân loa bass là gân mút về bị mục buộc phải thay. Vâng, gân này em thay ở tại biệt thự anh em nhé. Vâng, thùng vân gỗ rất đẹp. Vâng, tem đầy đủ. Mời các bác anh em đeo tai nghe để thưởng thức chất âm của cặp loa này. Vâng, loa đẹp, e căng còn đầy đủ. Vâng, còn logo thì Yamaha. Vâng, ở dưới cũng vậy, còn đầy đủ e căng anh em nhé. Các bác anh em xem video mà thấy hay thì đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của bên em. Cảm ơn các bác các anh em đã theo dõi. Xin ái và chào tạm biệt.